Ngày 19 tháng 6, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân bị dị vật cắm chặt vào hộp sọ. Theo thạc sĩ bác sĩ Ngô Nguyên Quang, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân bị một dị vật kim loại cắm chặt vào sọ ở vùng trán giữa. Người bệnh tiếp xúc chậm, chân tay còn tự cử động được. Sau khi hội chẩn nhanh, ekip trực khoa ngoại thần kinh cấp cứu đã quyết định rút dị vật tại phòng mổ để chủ động kiểm soát tình trạng xuất huyết não sau khi rút dị vật. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến phòng phẫu thuật sau khi gây mê. Các bác sĩ đã rút dị vật ra ngoài. Theo ghi nhận, dị vật cắm sâu vào mô não khoảng 4cm, gây vỡ xương sọ, rách màng não, tổn thương dập não. Sau 2 giờ khẩn trương trong phòng mổ, cuộc phẫu thuật được thực hiện thành công, giúp người bệnh vượt qua nguy kịch. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần bình phục. Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vừa thu hồi hơn 10 trên 32 hectare đất bị lấn chiếm tại cụm công nghiệp Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức. Cụm công nghiệp Tiểu thủ Công nghiệp Quảng Tâm rộng gần 35 hectare, có nguồn gốc là đất lâm nghiệp được chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án công nghiệp thương mại. Quá trình triển khai dự án, huyện Tuy Đức đã ra soát, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng toàn bộ 35 hectare đất trước khi giao đơn vị chủ đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, sang nhượng trái phép, phát sinh khiếu kiện, gây bất ổn về an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông buộc phải ra quyết định thu hồi toàn bộ dự án. Hiện nay còn 29 trường hợp lấn chiếm với hơn 22 hectare đất chưa thu hồi. Theo Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, đơn vị đã tiếp nhận một cá thể diều hoa miến điện thuộc động vật hoang dã nhóm nguy cấp quý hiếm cần được bảo tồn. Khi sức khỏe cá thể diều hoa miến điện ổn định thì lực lượng chức năng sẽ thực hiện các thủ tục để thả cá thể này về môi trường tự nhiên theo đúng quy định. Trước đó, tối ngày 17 tháng 6, anh Ngô Quốc Đạt, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đi kiếm nắm mối tại một lô cao su thuộc địa bàn xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, thì phát hiện một con chim lạ ở dưới đất. Sau đó, anh Đạt tìm hiểu trên mạng xã hội và được biết đây là loài diều hoa miến điện quý hiếm, nên đã liên hệ và giao nộp cho Hạt Kiểm Lâm huyện Đồng Phú. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về những nhiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình hiện nay. Trong đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành quán triệt mục tiêu tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội, phát huy hơn nữa chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo, giải quyết kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trước mắt. Đặc biệt, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tập trung chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết dứt điểm việc thiếu điện trong tháng 6. Sở Y tế tỉnh Bình Dương vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế, phòng khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc khám chữa bệnh, cấp giấy nghỉ ốm, bảo hiểm y tế. Sở Y tế Bình Dương cũng có kế hoạch phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật và việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thoát lãng phí, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sở Y tế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải đúng quy định, nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, làm một cháu nhỏ tử vong. Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6, cháu bé 12 tuổi cùng hai em nhỏ trú tại thôn 17 xã Nhân Cơ đi bắt ốc tại một hồ chứa nước tưới cà phê của một hộ dân trong thôn.
bất ngờ ba chị em đã hụt chân rơi xuống khu vực nước sâu trong hồ. Hai em nhỏ được một người dân phát hiện và cứu kịp, riêng cháu bé 12 tuổi bị đuối nước tử vong. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân trong thôn đã vớt được thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn thương tích, làm 14 em tử vong, trong đó 6 vụ tai nạn đuối nước làm 12 em tử vong, tăng 5 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.